Rồi, anh là Đồng Phương xin chào các bạn xem nha. Bây giờ giếng tiêu rào tự nhiên cấp dạng vậy. Giờ mình đi bắt cua nha các bạn. Đấy, ra mấy ruộng phía này này. Bắt cua. Đấy. Đấy. Chuột nó vô con. Bắt ra chút nữa bây giờ. Vô. Đây đây. Đếm ruộng phía này nha các bạn. Đấy. Chùa thấy không? Mấy người ra đây đi bắt kìa. Đấy, 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 đèn sáng 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 các bạn. Đấy. Cái này đấy. Ruộng nhiều lắm. Rồi, giờ tiến hành đi bắt thôi. Ui dồi. Đó, Quỳnh. Dạ. Đây, 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 một con. Một em. Đây, đây. Một con đầu tiên nha các bạn. Đấy. Rồi, cái loại gọi về đây nha các bạn. Ui. Đây ruộng của người đồng bào. Hồi trước mình có cũng có clip quay ở đây rồi nha các bạn. Bây giờ mình đi tiếp. Người ta gạt hết rồi. Cũng vì đây được thời gian đầu nó mưa mưa hai cây á. Nên cua nó lên nhiều lắm. Ở đây bắt một cây một cái mấy chục ký các bạn ơi. Ui dồi đây này. Đấy, họ đi bắt ra các bạn. Đấy, trộn, quá trầu đó. Đấy, xuống đây. Đồ, loại thật lắc ở chỗ này rồi. Nhái này các bạn. Nhái. Nhái này nhỏ quá. Bắt nhái đi câu cá lóc luôn cũng được. Người đồng bào đi bắt các bạn. Ôi ồ nhiều dữ bắt cả bao luôn á. Bắt một bao luôn à. Wow. Đầy bao mới về. Đầy bao mới về. Wow. Mỗi người một bao. Trời ơi trời wow. Ôi sao đi hay hay ta. Quá lấy cái cây chặn lại á. Đi đi đây bắt cây mới con à. Đi vừa quay phim hả? Quay phim quay phim. Quay phim nghe. Đây 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 người đồng bào nha các bạn. Đấy. Ôi, chào khán giả ơi. Em đi bắt cua. Đúng đúng rồi, bắt đầu quay quay mặt đây này chứ. Đây đây đây. Bắt cua mà chả thấy cua chứ. Không thấy cua à? À bữa giờ chắc em mưa 2-3 ngày họ bắt hết chứ có đâu nữa. Bây giờ mình đi mới đi mà xuống đây thấy được có một con này mà thôi chứ. Ê, này. Rồi tập trung chuyên môn đi. Bắt giờ mai xây nấu mắm cua nha các bạn. Trời ơi, đi nãy giờ mà sao không thấy con nào hết trời. Ôi trốn hết rồi, người ta bắt hết rồi. Đồ, chết. Đây, đây, đây. Đây, đây các bạn. Mày, nhảy đâu. Ôi, đấy. Thấy chưa? Ok. Bạn xem thấy hay cho mình xin một like với một lượt đăng ký nha các bạn. Để tạo động lực
mình làm những clip tiếp theo nha các bạn, cho nó thú vị hơn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều nha. Thì dưới thì cái cua của cái ruộng của người đồng bào Ba Na nha các bạn. Nhà mình chỗ đây đấy, nhà mình chỗ xây dựng sáng giữa màn hình này các bạn đấy. Hôm trước mình có cái đầu phía dưới mình có quay đi bắt cua rồi, mà đó là có trồng lúa. Đây thì họ cắt lúa rồi, khô hạ. Bây giờ mới mưa được 2 ngày nay, mưa rất to vậy bạn. Giờ đầm đồng nước này, cua cũng đổ ra. Mấy ngày nay họ bắt, 2 ngày nay họ bắt, có một người, một người hơi mấy chục ký các bạn, ký 40 ngàn. Đấy các bạn, ký 40 ngàn, người ký 400 các bạn. Đêm họ bắt nhiều lắm các bạn. Tí đây nè là đủ dư người công lao động. Lao động chân tay khổ, dằn nắng dằn nắng dằn mưa, đó đi được cua mát mẻ, lợi nhuận cao. Đó. Sâu quá, còn sâu quá rồi, cục cục rồi, còn to. Cua nằm
hai chung vô đây không? Mẹ cha đó, thiệt to luôn. Ủa? Cái nước nước này, mới làm đồng hàng nữa. Đồ. Ủa rồi. Có là có bạn ơi, để mình gỡ cho nó có. Chưa chịu bò ra, đấy, đấy bò đẹp rồi. Mày, mày chạy đâu? Úi dù giờ là cánh. Ồ, oh. Dạ. Này, đấy. Cánh như mày. Cái hàng đầu hàng nó tuôn vụn được rau cao quá không? Đây 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 mày lên đây mất không? Đồ đây 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 mày cái đâu? Đấy mày chạy đâu? À, chạy miếng này bạn đấy. Trời. Nằm sợ luôn mà. Ngay cái miệng hang nha. Mình tới cái là nó thụt vô liền. Chặn cửa hang lại. Ơi. Mày lành lắm. Con bự nè. Đấy, thấy chưa? Dạ. Được. Được rồi. Bò ruộng có nhiều không bị được gặp cái hàng khác biệt này để mình dùng lại cho cái đại trên nha. Đấy đấy thấy không? Đấy trồ còn to này à. Ủa phải bắt hết à. Bào có cái cây dịp dịp dẹp con xía ở trong này không có cây xía khô tùng tốn liền mình có cây xía cho nên khô gió thiệt ở phía dưới rồi các bạn thấy không đấy tốn liền. Rồi. Tiếp tục thôi. Mày chạy đâu?
cây cái ruộng đây. Ui dồi. Mưa có mấy cây nữa, bắt đầu họ mấy cây đang mấy cây hai cây đang nó xả. Người anh em á. Cuốc, muốn mấy cây. Còn ai ở nhà người nhậu thì họ ra họ cuốc. Cuốc là sớm thôi. Họ trồng lúa. Lúa mà trồng là thành lúa khô không nữa bạn. Lần thiệt. Trồng lúa khô không. Mẹ. Năm cái hai vụ mình nghĩ cái năm hai vụ nha. Rồi qua rồi mưa hai bàn tay bắt khóc. Ừ, lắm các bạn ơi. Bây giờ nhát ở đồng hang không không chịu ra ngoài. Dành vô trong cái chai bỏ tủ lạnh nha. Ăn dần. Đó, canh xì tốt lắm nha các bạn. Đó, dế gì có nè. Một con, hai con. Tuy nhiên nha, giờ là mình quay cua cho các bạn xem. Mà giỏi nha các bạn. Anh Thật Động Phương rồi. Đi vòng vòng ở sau nhà mình không nhé mấy. Cái rổ đèn ghé đi bắt nha các bạn. Đêm nó bắt cua nó cũng dễ ổn. Nhưng mà nếu mà có kỹ thuật này mình làm cái cây nó dịch dịch như cái canh mình hàng mình chọt nó vô chặn đầu nó là mình dễ bắt. Rồi, chắc cái giới kết thúc rồi. Chút nữa mình về mình quay cho các bạn xem thành quả nha các bạn. Rồi, thân ái chào tạm biệt các bạn nha. Ok. Xem thấy thú vị cho mình xin like, giật lượt đăng ký nha các bạn. Để làm động lực nha. Chào tạm biệt các bạn nha.
bây giờ tới nhà rồi các bạn. Đấy. Đây, hồ hải sản của mình đây. Xem tới 219 like nha. Người đừng kết nha các bạn. Đấy là mặt lực. Thôi, hẹn gặp lại các bạn clip sau nha.